Ông Lê Tùng Vân tỉnh thức Bồng Lai tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho cô gái nào giơ tay nhận là vợ. Xung quanh những lùm xùm, ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thức Bồng Lai, đã gửi lời đến bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời khẳng định không có quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng. Nam thanh niên xuất hiện trên sóng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên cũng từ đây, những câu chuyện gia đình của người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Mới đây nhất, cộng đồng mạng đã tìm được đoạn phỏng vấn ngắn mà người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai khẳng định sẽ trao tiền thưởng cho bất cứ cô gái nào đứng ra nhận từng là vợ của mình. Cụ thể, trong đoạn video, ông Lê Tùng Vân khẳng định: Lê Tùng Vân tôi nè, nếu có bất cứ cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc cô gái nào ngoài nước Việt Nam đến từ như Mỹ, Pháp, Úc, Đức, nước nào cũng được, dám giơ tay nói tôi từng là vợ của ông Lê Tùng Vân. Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi Lê Tùng Vân sẽ thưởng cho cô đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hay 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Còn cái việc mấy anh có đưa tôi tấm hình có hai cô gái, tôi hoàn toàn không biết cô ấy là ai. Ông Lê Tùng Vân khẳng định tặng 1 tỷ cho cô gái nào dám nhận là vợ của ông. Đặc biệt vì này cũng luôn khẳng định mình hơn 90 tuổi, cả đời tu không vợ không con. Trước đó, theo báo Công an Nhân dân, Công an tỉnh Long An cho biết, những kết quả điều tra ban đầu về tỉnh thất Bồng Lai có 18 người, trong đó có 6 trẻ nhỏ. Toàn bộ những đứa trẻ này đều có cha mẹ sống tại tỉnh thất Bồng Lai. Tất cả những người sống ở đây được xác định là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Việc thêu dệt lên những câu chuyện, những đứa trẻ cơ nhỡ mồ côi, không có nơi nương tựa, chỉ là mục đích nhằm kêu gọi lòng tốt của người dân và các mạnh thường quân để trục lợi từ thiện. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ và mục đích của việc nuôi dưỡng các trẻ mồ côi để xử lý theo quy định của pháp luật.